Anh em thân mến, đây là cái những chú đà điểu của bà chị tôi. Thì nhà bà chị tôi thì là bên này, đó, nhà đây. Thế nhưng mà cái đất này là từ đây sang bên bên này là nhà hàng xóm, là thì cái đất này là đất người ta mua từ ngày xưa, nên bây giờ chả có ai sử dụng thì bà chị mượn. Do hai cái bên bờ này là nó thành một cái xây sẵn đó, thì chị nuôi mấy con, mọi năm là mua nuôi như này để mùng 1 tháng 5 là có thể là mổ, thì cả thảy là có 6 con thôi đấy. Nhưng mà bây giờ là được biết là người ta bán đất cho người khác, chính vì vậy là mình cũng không có chỗ để mà nuôi đó. 6 con này thì cân thử là được 15 cân một con rồi đấy, 15 cân một con trên dưới rồi. Thì nhờ đăng lên mạng xã hội, ai có nhu cầu mà chăn nuôi thực sự thì có thể là nên mua mấy con này về nuôi đấy. Chúng ăn rau đây đó. Đấy, chúng chơi đó. Rất là tự nhiên. Bạn nếu có mua nhu cầu thì có thể liên hệ theo số 0163 530 5982. Nó ăn cát ăn đất đấy, rất là tự nhiên. Tối nó vào trong này đấy. Đây là nó cũng đơn giản đấy thôi. Mình nó ăn cám ăn rau, tầm này nó thích ăn rau lắm. Đấy. Đấy, rau này thì bao nhiêu ăn hết. Địa chỉ ở trên này thì thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hiện bây giờ thì con giống thì nó cũng cuối mùa rồi. Nhưng con này là hết. Còn nếu mà các bạn muốn mua cái loại bóc trứng hoặc là được một vài ngày, một tuần, một tháng gì đấy, thì các bạn bắt vào cái tầm khoảng coi như là tính từ mùng 1 Tết là sau khoảng 30 ngày nữa các bạn điện cho chúng tôi. Thì bên Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thị Phương sẽ xuất ra những cái lứa đà điểu đầu tiên của năm 2018. Đó. Nhưng còn đây là trên những cái hộ ở gần nuôi. Đó.
cái loại này thì nó đã không phải thắp bóng úm nữa rồi. Bây giờ về chỉ có một ăn một lớn thôi. Chạy nếu mà có bãi rộng rất là thích. Là bông bông tơi đẹp. Kêu vẫn. Các bạn nuôi hàng ngày các bạn chỉ dùng cái cám 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 viên ống cho gia cầm ăn thôi. Đó, và cái rau này là rau, đây là đang rau dền cơm này, có thể là rau cỏ này, rau chuối thái này, rau bèo này. Đó, nghĩa là thành phần rau cỏ nó rất thích ăn. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn nuôi nhanh lớn thì các bạn cho ăn như kiểu gia cầm ấy, ăn nhiều chất đạm, cám cám đậm đặc hay là cám ăn thẳng. Đó. Ngô nghiền, đấy, cám liên hoàn, cám cám gạo, nói chung là rau củ quả ngũ cốc là lương thực là nó ăn hết. Đấy. Anh em là thấy là này các bạn nuôi chỉ lưu ý chỉ có bảo vệ cái đôi chân cho nó, nếu mà uống thì uống cái thêm phát triển xương canxi, phòng thì chỉ có là phòng những cái bệnh, nếu mà tiêm phòng thì các bạn tiêm phòng lưu cát sơn là được. Đấy. Nó hàng hàng da da cầm lông vũ mà. Các bạn gần như là sức đề kháng rất tốt. Quay tận nơi cho các bạn biết là cám với rau như nào. Đây là cái rau. Đó, rau này là cái rau dại, rau muống, rau linh tinh. Đấy. Còn cám thì thực ra đây nó là cái cám úm gà. Đấy. Các bạn cứ trộn này ăn rất tốt. Máng uống đây, bạn để một cái máng uống như này. Ok,
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn muốn mua con giống đà điểu thì đây là một cái địa chỉ rất là tin cậy, vì bên mình là bên phụ trách khâu bán hàng con giống trực tuyến trên mạng của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hy vọng là qua clip này các bạn có thể định hình ra con đà điểu như thế nào và một số những cái lưu ý về cách làm không gian nuôi, điều kiện nuôi và những cái thức ăn của nó. Cảm ơn các bạn. Hãy gọi đến tổng đài của chúng tôi là 0163 530 5982. Thân ái chào tạm biệt.